dự tang lễ thì ăn mặc chuẩn mực rồi, đến lúc được mời đi đám cưới, Phương Mỹ Chi diện đồ choáng ngay. Hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, có ai tò mò xem Phương Mỹ Chi mặc gì khi đi dự đám cưới mà khiến cả hôn trường phải ngước mắt nhìn. Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục bị soi phong cách thời trang gợi cảm. Cô bé Dương Ca bé tí ngày nào đã trở thành thiếu nữ, ăn mặc rất xanh điệu. Dù bình thường ăn mặc sexy thế nào, nhưng lúc đi dự đám tang thì cô bé lại mặc rất đúng mực. Đây là hình ảnh Phương Mỹ Chi giản dị khi đi viếng diễn viên Minh Thuận. Chị Bảy dù còn ít tuổi nhưng đã ý thức về chuyện ăn mặc ở những chốn trang nghiêm. Chắc chắn nhiều sau việc phải học hỏi Phương Mỹ Chi. Không chỉ xuất hiện ở đám tang mà mỗi lần đi chùa, cô bé Dương Ca mặc cũng rất chỉnh chu và kín đáo. Hơn nữa các hành động của Phương Mỹ Chi cũng nhẹ nhàng và ý tứ. Còn đây là hình ảnh vui vẻ của Phương Mỹ Chi khi được mời đi dự đám cưới. Cô nàng ăn mặc điệu đà, mặt cười hớn hở. Mái tóc được tết hai bên rất duyên dáng. Chiếc váy màu xanh trơn đơn giản nhưng khá nổi bật, chị Bảy kết hợp với giày búp bê thanh lịch. Còn ít tuổi không đi giày cao gót mà Phương Mỹ Chi đã cao gần bằng cô dâu. Ngoài ra còn biểu diễn trên sân khấu rất tự tin, trước hàng trăm khách mời, ai cũng ngước mắt lên sân khấu xem Phương Mỹ Chi trình diễn. Có thể thấy phong cách thời trang dự đám cưới của chị Bảy rất đẹp, duyên dáng và đúng với lứa tuổi. Nỗi tủi nhục giấu sâu những vé áo hàng hiệu xa hoa. Em không phải là gái, người mẫu Ngọc Trinh nói trong bộ phim Vòng Eo 56. Ngoài đời, nhiều người mẫu khác cũng nói tương tự trước khi mọi chuyện trở nên bẽ bàng. Chẳng hạn Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga từng nói không muốn cặp đại gia vài năm trước khi xảy ra vụ kiện tình tiền giữa cô và đại gia cao tầng Mỹ gây xôn xao dư luận vào tháng 6. Chẳng hạn Hoa khôi Phạm Thị Thanh Hiền từng tuyên bố nói không với scandal và coi trọng vẻ đẹp tâm hồn vài năm trước khi bị phát giác có hành vi bán dâm và môi giới mại dâm nghìn đô ở thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua, làm công ăn lương mà đời sống sang chảnh. Khi được hỏi vì sao chọn mua chiếc túi Hermès Ringking đắt đỏ bậc nhất 1,5 tỷ đồng, Ngọc Trinh, người từng thừa nhận có quan hệ tình cảm với đại gia đã có vợ từng nói: "Khi tôi có điều kiện, tôi muốn mua chiếc túi đắt nhất." Câu nói thẳng thắn thật thà, nhưng người ta vẫn nghĩ về cô người mẫu nổi tiếng như không thể hiện một điều. Người nói dường như không màng đến giá trị đồng tiền, giá trị đó không nằm ở chỗ số không dài ngoằng, mà nằm ở công sức người ta dành để kiếm ra nó. Mới giữa tháng 8, dư luận còn triều nhân thông tin về một cô hot girl trẻ tuổi từng dính scandal giật người yêu của một hot girl kim diễn viên nổi tiếng. Sau một năm chuyển xuống Sài Gòn gia nhập showbiz, đã tậu được căn hộ chung cư 2 tỷ đồng. Đọc tin đó nhiều người suýt xoa ao ước, cũng có người biểu môi biết làm nghề gì rồi nha. Đó mới là hot girl nổi lên từ mạng xã hội, còn những người đã có danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, hơi khó thì Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp, Nữ hoàng liên tục phủ kín truyền thông qua việc tham dự các sự kiện, trong đó họ mặc gì và trị giá bao nhiêu là thông tin quan trọng nhất. Trên mặt báo không ngày nào thiếu thông tin về những chiếc túi Hermès, những bộ đầm Gucci, những đôi giày Louboutin, những chiếc xe Audi, những căn hộ cao cấp có lẽ đều được gắm theo tiêu chí đắt nhất thì mua thôi. Các tiết báo giật lên những con số cao ngất khiến hàng vạn cô gái trẻ ganh tị lẫn khao khát. Một cuộc sống sang chảnh, bắt bàn với những người nổi tiếng, những chuyến du lịch hạng sang, những bữa tiệc lấp lánh các nhãn hàng, những phát ngôn đoan chính, những món tiền tiêu hoài không hết. Em không phải là gái, cũng chính Ngọc Trinh trong bộ phim Vòng Eo 56 nói về cuộc đời cô đã thanh minh cho chính mình. Toàn bộ nhà xe váy vóc, giày dép phục vụ lối sống xa hoa này theo cô, nhân vật trong phim không nên quá đánh đồng với con người ngoài đời là thỏa đáng. Xuất phát từ tình yêu, người đàn ông muốn chu cấp. Xuất phát từ tình yêu, cô xứng đáng đón nhận sự chu cấp. Còn Trương Hồ Phương Nga, cô gái vừa làm dậy sóng dư luận cách đây 2 tháng vì vụ kiện tình tiền âm Mỹ, cũng từng nói: "Anh Mỹ là người yêu của tôi xác định là mối quan hệ nghiêm túc, nên anh Mỹ phải lo cho tôi, đây không phải là quan hệ qua đường, tôi làm công và nhận lương." Khoản lương đó theo giấy tờ là 16,5 tỷ đồng cho 7 năm, tức 196 triệu đồng một tháng. Ai cũng có thể thấy mức lương này là rất cao so với mặt bằng chung, vượt xa thu nhập với những người lao động trung lưu trong một đất nước nghèo như Việt Nam. Trương Hồ Phương Nga được dư luận thông cảm, nhưng vẫn tồn tại một mâu thuẫn trớ trêu giữa lời nói, tuyên bố không cặp đại gia và hành động của cô. Tất cả chúng ta đều bán mình, vấn đề là bán như thế nào.
cho một cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt với tiêu đề Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng. Tác giả đã khẳng định để kiếm sống tất cả chúng ta đều bán một thứ gì đó, theo nghĩa đen tất cả đều bán mình, hay đúng hơn là bán sức lao động của mình. Vấn đề là sức lao động trong lĩnh vực nào, cần đến những bộ phận nào cơ thể. Phương Nga nói có ý đúng, cô làm công ăn lương, cô cũng bán sức lao động. Nhưng liệu cô có tự hỏi tại sao đều là làm công ăn lương? Nghe chẳng khác gì các nhân viên văn phòng hay công nhân nhà máy, nhưng cô lại dính tay tiếng suýt thân bại danh liệt. Bị chính vị đại gia mà cô nhận là người yêu lập kế hoạch đẩy cô vào tù. Nếu trường hợp Phương Nga hay Ngọc Trinh trong phim Vòng eo 56 còn mập mờ về mối quan hệ tình tiền, thì ở trường hợp 45 người mẫu người đẹp được môi giới bởi ba Á Khôi và Á Hậu, trong đó có Phạm Thị Thanh Hiền, vừa bị phát hiện cuối tuần qua, sự việc đã được gọi đúng tên của nó là bán dâm. Trong đường dây này, mức giá dành cho các hoa khôi diễn viên điện ảnh là 1.000 đến 2.500 đô mỗi lượt. Còn với người mẫu nghiệp dư, người mẫu quảng cáo đi khách là 500 đến 1.000 đô. Hoạt động bán dâm diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc và cả nước ngoài như Singapore, Thái Lan, Malaysia. Nếu là xét tour hạng sang ở nước ngoài, giá có thể lên đến 4.000 đô. 2.500 đô là gần 57 triệu đồng. Còn 4.000 đô tương đương 91 triệu đồng. Trên mặt báo, các con số đều được ghi bằng tiền Tây, có lẽ để cho người đọc Việt Nam đỡ tủi thân. Liên tưởng một chút, hơn 16 lần của 4.000 đô thì bằng một chiếc túi Hermès Drinking và cả 6 bạch tạng 65.000 đô. Rất nhiều cô gái bước vào sự kiện xa hoa, sách vở da động vật quý hiếm có giá bán bằng thu nhập nhiều năm dành dụm của một người bình thường. Lại xuất thân từ một vùng quê quanh năm túng thiếu, nếu bộ phim tiểu sử về Ngọc Trinh mô tả chân thật. Cảnh nghèo khiến họ ghê sợ, họ phải chạy trốn khỏi nó. Còn cuộc sống giàu sang một khi đã bước chân vào, người ta khó có thể trở ra. Và chỉ công việc với mức lương cao vút, không tưởng tượng kia, có thể đủ chi trả cho nó. Còn trên mặt báo, họ vẫn duy trì hình tượng gắn với vẻ đẹp tri thức và tâm hồn đến khi nào có thể. Đôi khi, sau những đêm làm công ăn lương trở về căn hộ, từ cửa sổ chiếc xe hơi hàng sang, họ nhìn và thấy những cô gái đứng đường với giá vài trăm nghìn một lượt. Có trời mới biết họ nghĩ gì lúc đó. Những phát ngôn khiến showbiz dậy sóng của sao Việt. Nếu như nhiều sao Việt điêu đứng vì phát ngôn vạ miệng, thì không ít người lại nổi như cồn chỉ sau một câu nói, thậm chí tạo thành trào lưu cho công chúng. Phát ngôn của sao Việt luôn là vấn đề nhạy cảm bởi bất cứ lúc nào cũng dễ dàng tạo thành scandal nếu vạ miệng. Tuy nhiên cũng có rất nhiều phát ngôn táo bạo, vô thưởng vô phạt lại trở thành trào lưu để công chúng nhắc đi nhắc lại mỗi khi gặp vấn đề tương tự. Song một điều không thể phủ nhận là những phát ngôn gây sốc của nghệ sĩ vẫn khiến tên tuổi họ nổi hơn rất nhiều. Đặc biệt, với những phát ngôn đủ sức làm cả showbiz dậy sóng, vào cuộc tranh cãi lại càng tạo hiệu ứng mạnh. Đây là câu nói của Tùng Dương về Bolero trong một bài phỏng vấn mới đây. Chia sẻ này của Tùng Dương ngay sau đó đã khiến các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc Bolero và khán giả bức xúc. Rất nhiều nghệ sĩ như Mr. Đàm, Lệ Quyên không ngại lên tiếng phản bác lại quan điểm của Tùng Dương. Già trẻ lớn bé đắm đuối nhạc Bolero đúng là sự thụt lùi. Sau này chúng tôi vẫn là bạn bè, giữ tình cảm tốt về nhau nên chẳng có gì quá đau khổ. Gặp nhau vẫn có thể ngủ với nhau. Phát biểu hồn nhiên của Quang Lê trên một trang tin điện tử đã khiến anh chàng nhận về không ít gạch đá. Con gái Việt lấy chồng Hàn chỉ vì tiền, Harry Won. Sau khi bộ phim tài liệu nói về cuộc đời và sự nghiệp Harry Won được đài truyền hình Hàn Quốc đăng tải, bất ngờ một tài khoản mạng xã hội lên tiếng tố cô có phát ngôn thiếu suy nghĩ trong tập phim tài liệu về con gái Việt lấy chồng Hàn. Câu nói này ngay lập tức được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Không ít người tỏ ra giận dữ trước câu nói này của bà xã Trấn Thành. Tuy nhiên sau đó phía Harry Won đã đưa ra nguồn gốc câu nói và giải quyết tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu khán giả thấy hài nhảm hãy tắt TV của Trấn Thành. Trong một cuộc trao đổi với báo giới tại thành phố Hồ Chí Minh, Trấn Thành đã thẳng thắn nói lên quan điểm khi nhiều người nói game show hài ngày một nhảm rẻ tiền. Trước phát ngôn này, nhiều khán giả đã không bằng lòng vì cho rằng anh không tôn trọng khán giả. Vì quá tin tưởng vợ cũ nên mới như vậy, nếu đoán được anh đã không lấy người như vợ cũ anh rồi, Lâm Vinh Hải. Phát ngôn của Lâm Vinh Hải được cho là bạc tình,
đặc biệt khi vợ anh đã sinh con và đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của anh ngày hôm nay. Điều này khiến cộng đồng mạng bất bình và chỉ trích anh dữ dội. Chúng ta có thể đi du lịch cùng con, chúng ta có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ, rồi việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người, điều ấy là không thể, nhưng với bọn Hà là có thể. Chia sẻ này của Hồ Ngọc Hà về mối quan hệ sau chia tay với Cường Đô La đã khiến dư luận nhớ nằm lòng và còn nhắc lại cho tính tới bây giờ. Rất nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La dù chia tay nhưng vẫn có cách hành xử rất văn minh. Mình thích thì mình làm thôi. Câu nói này trở thành trào lưu cợt mắt Sơn Tùng là mình thích thì mình làm thôi được chia sẻ, sử dụng rộng rãi trên tất cả trang mạng xã hội cũng như giao tiếp thường ngày. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Câu nói táo bạo khó đỡ của Mai Ngô khi tham gia chương trình The Face 2016 đã mau chóng trở thành trào lưu cho cộng đồng mạng. Không có tiền cặp đứt mà ăn à. Phát ngôn này của Ngọc Trinh trong một bài phỏng vấn từng khiến cô nhận về vô vàn gạch đá từ dư luận. Vậy nhưng, chính phát ngôn vô tư này đã giúp Ngọc Trinh trở thành điểm sáng lớn trong showbiz. Làm make-up nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu? Khi làm giám khảo chương trình Việt Nam Next Top Model 2013, Nam Trung bị lên án gay gắt ngay vòng casting đầu tiên vì lời nhận xét dành cho thí sinh Đàm Quang Phúc, vốn là một make-up trẻ tuổi đang được yêu thích tại thành phố Hồ Chí Minh.